Xin cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị, đã nhiều năm trôi qua, nhưng cứ mỗi khi nhắc đến chuyện ma ám, ma hành, thánh vật là người dân ở xã Vũ Tây, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình lại nghĩ ngay đến ngôi nhà của ông Trần Văn Sảng cùng câu chuyện với 6 mạng người trong nhà cùng chết bất đắc kỳ tử không rõ nguyên nhân. Khi đó có đến cả trăm công an, cảnh sát vào cuộc điều tra, nhưng cái chết của 6 người trong gia đình ông Sảng vẫn là một dấu hỏi trầm. Ông Trần Văn Rạng là một người con của dòng họ Trần ở xóm 9, xã Vũ Tây, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Ông lấy vợ là bà Nguyễn Thị Đào ở cùng xóm và có với nhau tới 8 mặt con, 4 trai, 4 gái. Người con cả là Trần Văn Biết và người con thứ ba là Trần Văn Út ở cùng ông bà, còn lại những người con trai, con gái rồi cũng lớn dần, bắt đầu lo lắng sự nghiệp lấy vợ gả chồng. Cả gia đình cất một ngôi nhà ở tạm rộng khoảng 30m2. Tuy nhiên, đến khi vợ anh sinh đứa con đầu lòng và hai người cũng đã tiết kiệm được một số tiền kha khá, thì căn nhà bỗng trở nên chật chội hơn hẳn. Thế là hai vợ chồng quyết định xây dựng một ngôi nhà mái bằng khang trang hơn bên cạnh ngôi nhà cũ và biến ngôi nhà đang ở thành nhà bếp. Và những bi kịch của câu chuyện cũng bắt đầu từ đây, khi xây nhà và di dời ngôi miếu trên mảnh đất của gia đình đi chỗ khác. Nguyên nhân của tấn thảm kịch này có lẽ bắt nguồn từ ngôi miếu cổ. Nói là ngôi miếu nhưng thực chất đây chỉ là một cái miếu nhỏ và lịch sử của ngôi miếu này cũng rất sáng tỏ. Một điều kỳ lạ là thi thoảng lại có một con rắn không rõ là rắn gì, dài khoảng 3 mét, người to bằng chiếc điếu cày, lưng màu đen thường ngự ở trong miếu. Có lúc nó nằm ở chỗ bát hương, có lúc nằm vắt vẻo trên nóc miếu, có lúc lại nằm trên ngọn cây trứng gà gần đó. Ai cũng coi đó là hóa thân của thần linh nên không dám xua đuổi hay bắt làm thịt. Mà kỳ lạ nhất là con rắn chẳng sợ và cũng chẳng đụng đến người dân nào trong làng. Để tăng gia sản xuất, nhà anh Út nuôi khá nhiều lợn, gà, vịt. Tuy nhiên, ngay sau hôm phá miếu, một con lợn bỗng nhiên lăn đùng ra đi. Nghĩ là có thể do dịch, nhưng mọi người lúc đó cũng chẳng sợ hãi là mấy nên tiến hành mổ thịt và định để một phần ăn. Phần mang ra chợ bán, tuy nhiên điều đáng sợ nhất là khi mọi người còn chưa mổ xong một con thì cả mấy chục con còn lại trong chuồng bỗng nhiên kêu en ét, chạy nhảy, hút đầu lung tung, lăn ra đất, co giật, sùi bọt mép rồi ra đi hàng loạt. Đến 6 giờ chiều cùng ngày, trong lúc công việc mổ bụng còn đang dang dở thì đàn gà trong chuồng cũng tự dưng kêu quang quát. Chúng vừa bay vừa chạy, đâm đầu tứ phía rồi ra đi hết mà không rõ lý do vì sao. Trong lúc mọi người đang suy nghĩ lo lắng không biết xử lý đàn gà đàn lợn ra đi bất đắc kỳ tử như thế nào, thì lại đến phiên mấy con vịt nhà anh Út xảy ra chuyện. 6 con vịt đẻ lúc này vừa đi kiếm ăn về, đang chuẩn bị tìm chỗ ngủ thì bỗng nhiên nổi điên kêu quang quát rồi lăn đùng ra trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Vậy là chỉ trong một ngày, cả lợn, gà, vịt nhà anh Út nuôi đều ra đi hết sạch. Không còn sức để làm thịt đám vịt do quá nhiều, anh Út buộc phải ném xác 6 con vịt xuống ao. Tuy nhiên, chỉ một lúc sau một con vịt trong số đó bỗng nhiên lạch bạch đi từ ao vào vườn. Thấy sự lạ, mọi người chạy ra kiểm tra lại thấy mấy cái xác thì tất cả vẫn ra đi. Chỉ có con vịt này là còn sống và đi vào. Khi nhắc đến con vịt này, những người dân xung quanh vẫn còn sởn da gà. Nhưng chẳng hiểu sao, sau khi sống lại con vịt này lại tự ra đồng kiếm ăn. Đi tha lá chuối khô về, tự làm cái ổ to tướng ở bụi chuối sát bờ ao, không quay về chuồng nữa. Một điều kỳ lạ nữa là con vịt đẻ trứng nhiều khủng khiếp. Con vịt này làm ổ đẻ trứng và cứ sống như vậy. Nó chứng kiến lần lượt từng sự ra đi của đại gia đình ông Rạng rồi mới biến mất một cách bí ẩn. Sau khi đàn vật nuôi ra đi hàng loạt, đại gia đình ông Trần Văn Rạng đón nhận sự ra đi đầu tiên của anh Trần Văn Viết, con trai cả ông Rạng. Ngay khi anh Trần Văn Út khởi công xây nhà, anh Viết bỗng nhiên ốm đau bệnh tật liên miên. Tuy nhiên, khi đi khám thì các bác sĩ không tìm ra bệnh và cũng không phát hiện thấy điều gì bất thường sau sự ra đi bí ẩn của anh Viết. Người tiếp theo bị thánh vật chính là ông Rạng. Một thời gian sau, ông Rạng có những biểu hiện lạ, tâm tính thay đổi, đôi khi rơi vào trạng thái vật vờ, ngờ nghệt rồi yếu dần. Và chỉ đúng một tháng sau ngày con trai mất, ông Trần Văn Rạng cũng đột ngột qua đời sau một cơn co giật cứng người giống hệt anh Viết. Kết thúc việc tang gia, ông Trần Văn Lưu, chú ruột ông Rạng, đã mời thầy cúng giỏi có tiếng về. Ông này cho rằng việc xây nhà của anh Út liên quan đến việc phá bỏ ngôi miếu thiên. Ngôi miếu này vốn là để trấn yểm long mạch, vậy nên ông thầy này đã yêu cầu gia đình lập tức dựng ngôi miếu nhỏ tại điểm ông chọn.
sau vài ngày xây dựng, ngôi miếu nhỏ cỡ 2 mét vuông đã được hoàn thành. Tuy nhiên, việc xây dựng lại ngôi miếu có lẽ chẳng được ích lợi gì, vì ngay trong hôm cúng 100 ngày mất ông Tràng, cũng là ngày mà người dân xã Vũ Tây chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Anh Trần Văn Việt, một trong hai người con trai còn sống sót, nhớ lại. Khi mọi người đang cúng, thì thằng Khánh, cháu nội ông Rạng, bỗng ngã lăn ra chiếu lên cơn co giật chỉ vài phút sau, thì cháu đã tắt thở. Lúc đó, hàng chục người trong gia đình, rồi hàng xóm cũng lăn ra ngất xỉu hết. Tôi cũng lăn ra không biết gì nữa. Có một điều kỳ lạ xảy ra là ngoài Khánh còn có đến cả chục người lăn ra ngất, nhưng lát sau thì tỉnh lại hết. Riêng bà Đào, anh Út và vợ là chị Nhung bị nặng nhất. Cả ba mẹ con bà Đào đều bị những cơn co giật rúm người, mặt mũi méo xệt, mắt trợn ngược, nhìn rất hãi hùng. Anh Út đang ngồi trên ghế mà cơn co giật mạnh đến nỗi bật ngửa ra sau bất tỉnh. Bà Đào, anh Út, chị Nhung đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, nhưng bà Đào ngừng thở trên đường đến bệnh viện. Sau sự ra đi bất đắc kỳ tử của bà Nguyễn Thị Đào và cháu nội Trần Quốc Khánh cùng hàng loạt người bất tỉnh nhân sự tại lễ cúng trăm ngày ông Trần Văn Rạng, thì đại gia đình và nhân dân xóm chính Vũ Tây, Kiến Sương, Thái Bình hoang mang tột độ. Không khí và khung cảnh ngôi làng thoi loi giữa cánh đồng khi đó quả thực vô cùng nghiêm trọng. Hàng trăm nhà tâm linh vào cuộc để giúp đỡ nhưng cũng không ngăn được thảm họa kinh hoàng. Có tới mấy chục nhà khoa học cũng vào cuộc. Các nhà nghiên cứu đã về tận nơi lấy mẫu vật đất xung quanh nhà, lấy nước trong bể, nước ở ruộng, nước giếng đem đi phân tích. Họ còn lấy rau cỏ trong vườn ngoài ruộng, mẫu gạo, thóc trong nhà đem đi. Thậm chí, một nhóm nhà khoa học đã chuyển các mẫu đất ra nước ngoài để phân tích, tìm nguyên nhân, tốn kém cả tỷ bạc, số tiền rất lớn ngày đó. Tuy nhiên, cảnh sát điều tra không tìm ra nguyên nhân động cơ gây án nào. Gia đình ông Rạng chỉ làm thuận nông, không có mâu thuẫn với ai trong làng ngoài xóm. Trong quá trình diễn ra thảm kịch, các nhà khoa học cũng không tìm được bất cứ loại chất độc nào tồn tại trong mẫu nước, đất, rau, củ, quả ở nhà ông Rạng. Điều này cũng đã được các bác sĩ khẳng định lại bằng việc không tìm ra chất độc nào trong máu những nạn nhân tự dưng lăn ra ngất, co giật và ngừng thở. Tóm lại, những kết luận của bệnh viện trong quá trình điều trị cho các nạn nhân nhà ông Rạng chỉ là suy nhược cơ thể, huyết áp không đều. Rất nhiều chuyên gia với máy móc hiện đại cũng đã được điều về nhà ông Rạng để đo phóng xạ khu vực sinh sống. Tuy nhiên, người ta cũng không phát hiện ra điều gì bất thường ở mảnh đất này. Không biết bấu víu vào đâu, đại gia đình ông Rạng chỉ biết trông chờ vào những ông thầy cúng, thầy bùa. Chuyên gia phong thủy Lê Thái Bình cho biết, chẳng có ma nào vật được người, mà cũng không có thánh thần nào lại đi hành người, sát hại người cả. Đổ cho ma, hành thánh vật thì chẳng khác nào trò bôi nhọ thánh thần của những kẻ mê tín dị đoan. Anh Bình cho biết thêm, ở vùng đất này cũng không có tia đất hay các cụ gọi là đất xấu hoặc đất có ám khí, có ma mảnh. Cây cối tốt tươi chứng tỏ đất có sinh khí dồi dào. Kết thúc câu chuyện này, nhà phong thủy chuyên gia tâm linh Lê Thái Bình kết luận. Hiệu ứng sợ hãi lăn ra ngất xỉu như kiểu đột quỵ hàng loạt từng diễn ra rất nhiều ở khắp cả nước mấy năm trước. Thậm chí có những lần cả trăm học sinh lăn ra ngất xỉu chỉ vì có một bạn bị ngất. Thời điểm đó cả xã hội tin vào thầy bà ma quỷ ác vong nên nỗi ám ảnh ma quỷ ám vào tất cả mọi người, kể cả trẻ nhỏ, nên mới xảy ra hiệu ứng sợ hãi dây chuyền. Nhưng nạn mê tín được dẹp bỏ thì những hiệu ứng này cũng bất dần. Chính vì thế không có chuyện ma hành thánh vật gì ở mảnh đất nhà ông Trần Văn Rạng cả. Chỉ cần dọn dẹp lại vườn tược, ngõ ngách nhà cửa cho sạch đẹp khang trang là ai cũng có thể vào đó sinh sống, ăn ngon, ngủ tốt. Thưa quý vị, như vậy, lần lượt 6 người trong gia đình nhà ông Trần Văn Rạng đã ra đi mà không ai biết rõ nguyên nhân là gì. Sau vụ việc này, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, nhà tâm linh, bác sĩ cũng như là các nhà khoa học đã vào cuộc tìm hiểu nguyên nhân. Tuy nhiên, cho đến tận bây giờ, nguyên nhân dẫn đến sự ra đi bí ẩn của 6 người nhà họ Trần vẫn là một ẩn số mà chưa có lời giải đáp. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại!